Neon phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. À, con gì? Phim người sói, không phải con sói trắng mà là trong máu ông đó. Có dòng dõi sói. Dòng dõi ông là con sói. Ngọc Nghịch. Anh nhớ đây, được lắm. Có coi Harry Potter không? Dạ có chút. Chết, cái này tôi không có coi, mà tôi có đọc truyện thôi. Đọc truyện hay coi đều được. Thú cưng của Harry Potter con gì? Con cú. Dạ. Con cú. Dạ. Con cú là thú cưng của Harry Potter. Bỏ ra. Bỏ ra. Tự làm. Không, anh thích. Dạ là con cú rồi đó. Để anh, để anh, nhắm lại. Ý chăng cú luôn. Nè, nhớ cái mặt anh Luật này suốt đời nha cưng nha. Lật, mình còn chơi với nhau mấy tập nữa rồi anh Luật. Không, anh không muốn chơi với em nữa. Anh không muốn chơi với em nữa, em nghỉ luôn đi. Bị bệnh viêm họng. Tức là cô bé tên là An. Dạ. Chứ không phải là An trong đất phương Nam. Dạ. Rồi. Là một bạn An nào đó. Đúng rồi, bị bệnh viêm họng. Do MC hay giải thích thôi. Hay giải thích thôi. Dạ. An bị bệnh viêm họng. Người ta nói An như thế nào, như thế nào? Ê! An hay ho. Đập. Yeah. Avatar. Cái miệng đang thui rồi, ghê quá. Chết rồi. Anh ơi, lát rồi anh cũng phải ngồi đó thôi. Dự bình thường em nhanh nhạy lắm mà dự sao tự nhiên vô đây em bị sao vậy? Sóng não hả? Sóng não hả? Câu tiếp theo. Mép gì luôn ướt ướt. Trả lời. Mép xong. Chính xác. Trời ơi. Thôi chị nhanh quá vậy. Thầy ơi. Ủa cái này mép môi được không ta? Cũng được anh. Mép môi được đúng không? Mép mi. Em tại chậm, em chậm. Em là người của đội kia cử qua. Em là người của đội kia. Ê, cử qua làm đội chị đúng không? Em nhìn chị giống bà táo quá. Mép môi, mép sông, mép ao, mép suối. Câu tiếp theo. Đây là câu đối chữ. Mà con cá này có thiệt ngoài đời. Con cá. Cá gì bắt là nó đánh. Cá đập hả? Dạ cá bóp. Giật. Đúng rồi, phải như vậy. Ô màu đúng không anh? Đúng. Cái một cái bóp. Nhưng mà anh Vinh có thấy ok không? Anh thấy xây sẵn mặt mày rồi. Thì cũng phải có qua có lại chứ. Con cá gì? Đúng hả? Hay bị body shaming răng miệng. Shaming răng miệng. Cá hô. Vô. Xin lỗi chị. Ý nghĩa gì với câu xin lỗi đó? Em xin lỗi chị có ý nghĩa gì đó? Ba câu rồi hết rồi đúng không anh? Chưa. Chó gì dùng viết chữ được? Chó
chó mực. Không, bên này trước, bên này được. Leo leo, chó mực, leo leo, leo leo. anh bỏ cái tay ra. Ủa? Thôi, nhưng mà chị tài chị cũng muốn cho anh Vinh bị. Trời ơi, trời ơi. Anh nghe không? Đâu có điếc. Đâu có điếc. Vừa anh lắm. Nhưng mà mình đủ thắng là được rồi đúng không? Lát anh đủ thắng anh cũng đụng như vậy à. Xin mời quýt mới và cam mới. Lượt đầu tiên đội Như Lê Ngọc thắng. Bên đây là ai? Trương Thư Dinh. Đây là trời ơi, cái gì vậy em? Đây là nghiệp của anh nè. Nghiệp của anh nè. Điệp hay đi nằm vùng người ta gọi là gì? Phiến, điệp phiến. Điệp. Nhắc rồi. Ủa là đội. Đâu? Đội bên đây mà. Là đội anh nhắc á. Nhắc hả? Đội anh nhắc nhắc anh á. Vậy là đội đó bị. Đội đó bị. Ê anh ơi. Từ từ, khoan. Đây không có công tâm. Từ từ, khoan. Phải chơi bỏi là. Khoan chơi bỏi. Mà mất cái gì mình không chơi thấy mà mình cứ ngồi như hoài vậy. Mình chưa nghĩ ra. Anh bị đắng cái nào anh... Rồi mất gì mà mình nhắc cái đội bạn. Đúng. Em thấy anh Vinh đó là hả? Nè, đang rất là tự tin, em tưởng là anh giơ tay. Đâu có. Không được nhắc. Nhắc có thắng không thành thua. Đúng. Thấy không? Kêu mà phải kêu con người nha. Không phải nó kêu con người nha. Đúng nha. Mời nha. Bỏ tay xuống. Nhẹ nặng. Đau. Đau. Bỏ tay xuống cái gì vậy? Đáng tư người ta cũng vậy đâu vừa. Nhẹ thôi. Anh Luật ơi, sao nó đen lên tới cái trán của anh nhiều vậy? Câu này dễ. Tiếng Luật. Lúc thì thấy vui, lúc thì thấy buồn vì một hội chứng. Đó là chứng gì? Từ thứ hai tới thứ sáu. Vinh. Vinh. Chưa. Chứng gì? Từ thứ hai tới thứ sáu. Lúc buồn, lúc vui. Màu đỏ, màu tím, màu xanh, từ lưa. Lúc vui, lúc buồn, lúc tiểu. Lúc thì chết tôi rồi. Chứng gì? Chứng gì? Trả lời đại bị khùng đi chứ mệt quá à. Anh Vinh giơ tay rồi kìa. Luật lúc buồn, lúc vui gì cái chứng đừng đó. Đừng dơ anh Vinh, đừng dơ. Chứng gì? Bỏ. Chứng gì mà không từ ai thứ hai biết tới đâu. Thứ sáu. Cuối tuần nghỉ. Chứng gì ta? Không có là cả hai bên bị đập chứ. Năm. Chứng gì? Bốn. Anh đâu biết đâu mà. Hai. Một. Hết giờ. Bây giờ tôi hỏi chứng rụng không à? Luật thì lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc lên lúc xuống. Chứng khoán. Chính xác. Đập. Đập gì? Đập hết giờ rồi. Anh phải nói có màu tím mà chồng em mới biết. Nãy nói tím rồi. Đâu liên quan gì đâu. Trời ơi, anh chỉ cần nói cái màu tím thôi là em biết liền. Cả hai đều không có bán nên cả hai đồng đội mình bị phạt. Anh tím liệm luôn rồi. Anh Luật như mới né lũ mìn. Câu tiếp theo. Cá không ăn muối cá ương. Vậy cá ăn gì khác thì cũng không ương. Cũng không ương hả? Cá ăn gì khác? Anh đang nói là câu thơ hả? Cá không ăn muối cá ương. Cá ăn gì khác thì cũng không ương. Cái thơ gì kỳ cục vậy? Thì cá ăn muối cá không ương. Không cá ăn. Cá không ăn chứ. Không ăn thức ăn thôi. Ăn thức ăn của nó chính xác. Đúng rồi. Con cá là con cá sống mà bé. Đúng nhưng rồi. Mà không nói thì ai đâu ai quy định cá sống có chết đâu thì nó ăn muối thì nó không ương. Không con cá nào ăn muối hết. Chỉ có toan bột nãy giờ 3 lần. Cho 10 cái ly vào một cái chén ăn cơm. Hỏi khi nào ly đầy. Có toàn câu hỏi gì đâu mà khó. 10 ủa, dễ cái mà ly khó vậy? 10 cái ly bỏ vô cái chén. Một ăn cái cơm. Chén ăn cơm. Ngồi xuống, im lặng. Hỏi chừng nào em lập lại câu hỏi đi, hỏi chừng nào ly đầy. Đập, nhiều chuyện đập. Ủa gì vậy mà sao đập luật? Sao đập luật? Tại anh nói không có rổ vậy. Anh ơi, anh kêu nhiều chuyện đập thì anh chỉ em đâu có biết ai. Đập là bên đây luật có nói gì đâu. Anh ơi. Trả lời cho chị gái trả lời.
Trả lời không có đầy. Đúng, chính xác. Đúng rồi. Thì em đọc. Tôi đọc rồi. Tại sao? Đọc rồi. Rồi ok, vậy anh ngồi xuống đi. Mời thầy giải thích. Đó, bỏ ly vô chén, chén phải đầy chứ ly đầy chi. Đúng rồi. Chết rồi, anh Vinh hôm nay yếu nghề quá à. Không, câu hỏi nó khó thiệt. Cái gì vậy? Truyền truyền qua mấy chút. Mấy câu rồi anh? Một câu nữa. Lẹ đi chứ khó thở quá rồi. Khó thở quá rồi. Sao lúc anh đập người ta anh không khó thở? Lúc đập sao khó thở? Đúng. Lúc đập thở được. Đôi vợ chồng trẻ ăn gì trước lễ cưới? Trước khi đám cưới ăn gì? Vậy đây. Ăn cơm. Đập. Ăn hỏi. Trời ơi. Để nói. Làm ơn đi Vinh ơi. Trước khi giờ làm lễ mình vô ăn miếng cơm đỡ đói bụng. Nếu mà hỏi ăn cơm thì hỏi chị. Thua đúng 5 câu luôn Vinh ơi. Vinh là chưa thắng câu nào. Lượt đầu tiên là Ngọc thắng, lượt sau là Vinh thua. Tỷ số hiện tại là 1-1. Bây giờ lượt cuối cùng để phân thắng bại ở trận ngày hôm nay. Tôi đề nghị đem hai cái mâm qua đây, hai người trả lời sai bị ảnh hưởng luôn. Em xin một chai nước lên đây luôn. Chi vậy? Em đổi cái mâm này. Vậy thì 4 cái hột gà luôn. Trời ơi. Làm bánh à? Làm bánh. Bà thím bà chơi lấy khăn giấy rồi tùm lum la kìa. Nhỏ này chưa như là mắc cười. Thú bỏ vịt là con thú hay con vịt chúng tôi không quan tâm. Nhưng thú bông vịt đẻ trứng cho con bú sữa qua da. Vậy thú bông vịt sống trên cạn hay dưới nước? Trả lời, trả lời. Bây giờ sống trên cạn hay dưới nước? Con thú mỏ vịt nằm sống cả hai. Có hai nơi được không anh? Ủa, có quyền chọn chứ. Hai nơi chết đáng chịu. Được, được, được. Sống hai môi trường. Bốn rồi kìa. Sống hai môi trường là sự nhắc của Lan Ngọc. Không có, em nói trả lời hai nơi được không? Không, Lan Ngọc mới vừa nhắc. Trước phát là đập Lan Ngọc cái đã. Em đổi của anh luật. Khoan khoan, đội bạn thì không có, không đập. Đúng đợi. Rồi, em đội bạn mà. Là trong hai môi trường. Là lưỡng cư trên dưới. Dạ. Chính xác. Nhưng mà em muốn đập. Đúng rồi. Đi nhắc người ta. Mà sao đội mình đi nhắc đội người ta hoài vậy? Lý do gì đội mình nhắc đội người ta hoài vậy? Rái cá, đẻ trứng hay đẻ con? Trời. Mời, đẻ con. Chính đúng xác. Rồi. Chị Hằng lại nếp nhăn của chị luôn kìa. Khi chúng ta áp là chúng ta đặt vào đó, hai đáy của hai hình tam giác cân, ta thu được hình gì? Mời. 5. Hai đáy của hình tam giác cân. 3. Là hình vuông. Quá tuyệt vời. Sai. Thôi đúng rồi, hình thôi. Hình thôi. Trong hai bạn có ai coi phim Spider-Man không? Có. Nhân vật chính tên là Peter Parker. Trời. Bị gì cắn mà trở thành Spider-Man? Con nhện cắn. Chính xác. Ủa sao câu dễ vậy anh? Dễ sao em trả lời? Thì em đưa tay lên. Chị đưa một cách rất chần chừ. Giống như đó là giống như chị phân vân giữa con nhện với con cá. Con cá. Vậy đó. Em tức đội quá em nói thiệt chứ. Anh hỏi em, phim người nhện thì con nhện cắn ông đó ông nó thành người nhện. Vậy thì phim người sói thì cái con gì cắn cái ông đó để ông nó thành người sói? Hả? Con gì? Phim người sói, không phải con sói cắn mà là trong máu ông đó có dòng dõi sói.
Dòng dõi sói ngốc nghếch. Anh nhớ đây, được lắm. Có coi Harry Potter không? Dạ có chút. Chết, cái này tôi không có coi, mà tôi có đọc truyện thôi. Đọc truyện hay coi đều được. Thú cưng của Harry Potter con gì? Con cú. Dạ. Con cú. Con cú là thú cưng của Harry Potter. Bỏ ra. Bỏ ra. Tự làm. Không, anh thích. Dạ làm cú rồi đó. Ô, oh. Để anh nhắm lại, nhắm lại, nhắm lại, nhắm lại, nhắm lại. Y chang cú luôn. Cú, cú, cú. Lỗi, nhìn mặt chị dạ giống con chim heo. Đâu ra câu hỏi cuối ok quá chứ. Em nghĩ sẽ ngồi cái chỗ này mà bé Ngân trả lời là chỉ có chết. Đúng. Cố, cố, cố. Cố đi. Đây, hãy chụp một tấm hình với thú cưng nào. Chị đợi tay em đi, em làm mê chứ. Mê nào không được. Mê trời ơi. Mê thiệt á. Mê là cái con gì? Anh có coi Sinbad không? Có. Em biết cái nhạc Sinbad không? Nhạc Sinbad em biết chút chút à. Đâu, cái nhạc mở màn của Sinbad. Cái câu chào mở đầu của Sinbad là gì? Hãng phim. Hãng phim Atlantis và đài truyền All American thực hiện. Tè 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 Sinbad. Ai là người xuất hiện trên hình đầu tiên? Con chim cú hả? Không phải là cú. Trong đó không có con cú. Anh hỏi tâm mình sorry coi bà biết không vậy? Hay đó là một cái này. Con cú xuất hiện trong một bộ phim khác. Đây nè, đây, con cú xuất hiện đây. Anh xin lỗi gì vậy? Như vậy là sau 3 lượt thì đòi tiến lượt Trương Thế Vinh và Lan Ngọc chiến thắng. Thắng cũng như thua mà thua cũng như thắng thôi. Không, không có đâu. Từng cặp sẽ đối đầu với nhau. Ừ vậy? Bên này sẽ có người chơi 2 lần. Nếu như mà bên này có người chơi 2 lần thì tội cho bên này quá. Tại vì cái này cũng nặng nề. Không mấy, để tôi qua một bên với bạn được không? Ba ba quá đẹp. Để tôi qua một bên với bạn được không? Ba ba quá đẹp. Không, không, không cần đâu anh. Ai số nhỏ hơn bị phạt vậy thôi. Đơn giản anh chưa rồi. Ơi xôi nó rồi. Bây giờ cặp đầu tiên sẽ chơi Nên Dương Lê Ngọc và Trương Thế Vinh. Ok. Ê, 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 chị Ngọc. Người nào thắng có quyền làm bột bánh. Có thể chúng là làm bánh bông lan xứ hột gà, bánh bông lan xứ hột gà thang tre, bánh thập cẩm, cái gì cũng được, tùy thích. Lớn chứ? Nhỏ thua. Nhỏ thua à? Rồi, chủ tịch Vinh có một số là 19. Anh Vinh tha cho em được không? Hồi nãy là giao lưu với nhau. Em hơn lắm Ngọc ơi, anh con, biết. Em còn con à? Em là phải hai mấy, ba mấy gì đâu. Đó. Đưa anh coi của em coi. Biết ngay mà. Ngọc hơn lắm. Cảnh tiếp hò. Mấy cờ ra cơn đau con có mấy con mấy cái cờ ra. Bánh bông lan kẹt lên. Em nói rồi, em nói làm tha cho em đi. Nhưng mà nó là không. Vì câu nói đó. Vì câu nói đó. Để em cầm cho chị Ngọc. Quá nhiều nước. Nước nhiều mà bột ít thì bánh nó sẽ bị loạn. Ít thôi. Wow, một muỗng canh thang tre. Hai trứng, ba trứng. Ba trứng hột gà. Thôi thôi, đây đây đây, để anh. Thôi trộn luôn làm bánh luôn chứ ai chơi đập riêng. Thua, ra chứ. Ủa thua mà sao mặc?
Thôi ráng 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 chút xíu. Chiều em nó đi, chiều em nó đi, chiều em nó đi. Em trai trộn luôn đi. Thôi em nghe lời anh chiều nó nha. Trộn luôn đi. Thôi bỏ cưng, nghe anh chiều nó, chiều em nó đi. Trời, tự nhiên em quỳ xuống vậy, tội nghiệp em quá. Em trai ơi, anh luôn quý em luôn á. Trời ơi là trời. Vinh ơi là Vinh ơi. Trời ơi, em tính chiên ốp la trên đầu quá luôn hả trời. Mưa nhớ ai, biết người xưa có còn nhớ. Trời ơi, món gì đây? Trời ơi, Ngọc ơi, em ác lắm Ngọc. Nghiệp lắm chứ Ngọc ơi. Ngày nào chị mới trả hết đi Ngọc. Trời ơi, cái quần trắng luôn rồi. Bao nhiêu phần đồ. Trời ơi, cái hận này tới kiếp sau luôn rồi Ngọc ơi. Trời ơi. Trời ơi, thấp thoáng niên học hết rồi. Hồi nãy á, tôi tính là tối tôi nhờ Vinh chở tôi về đó. Mà tôi nghĩ chắc Vinh còn lâu lắm mới về. Mọi người ơi, bảo vệ ơi, bắt Ngọc lại, Ngọc chạy về luôn rồi. Mối thù này anh sẽ để đó. Ngọc ơi, Ngọc đâu rồi? Lấy nước rửa rửa rồi mắt liền. Cặp tiếp theo là ai ạ? Dạ em ạ. Chở dài ạ. Mia. Wow. Anh hết người chơi rồi đó. Anh chơi với em là anh mệt rồi. Hồng Thanh chở Mia là hợp lý rồi. Không có một cái kèo nào dù số lớn hay số nhỏ thì Bánh cũng là người mà đập lên đầu em. Ổn không? Wow. Số này ngon không anh? Hồng Thanh mang con số cùng năm sinh với anh. Ủa? 28. Lộn. 20. Trời ơi, cái đội mình thua luôn rồi. 21 à? Mặt em không nè, vui vậy thôi. Đừng có la, thà nó là vậy đi thì em dễ sống. Nó dạ. Vậy là tới công chuyện luôn rồi. Không sao. Làm đi. Sống sao cho đúng. Tụi anh cũng dạng không còn gì để mất. Dạ. Làm sao đó làm. Dạ. Gặp em nhiều hơn anh chị. Dạ. Gặp em nhiều hơn anh chị. Cuộc chơi hôm nay chỉ còn 5 giây nữa. Ủa, cầm cái thau đó nữa hả? Cần phải cầm cái thau không ta? Em đừng để cuộc đời em kết thúc theo 5 giây ngày hôm nay vậy thôi. Nấu bánh hả? Nấu dạ, bánh. Dạ. Thằng bé này cũng nấu bánh canh hay gì nè. Ở nhà em có gây chuyện gì bé nó không? Mà em nó ức ức dữ lắm em. Ngày nào em cũng gây. Dạ. Không cái nào. Này, cái này mà đổ lên hai cái cục u này thì chừng nào mới gọi đầu xong. Anh chỉ cho em nè, khi quầy bột, mình làm bánh thì mình quầy diễn, còn mình hài người ta thì mình quầy nhạo, nó ốc trâu thì nó mới đã. Nó đang ốc trâu đó. Cái này mà tán thẳng vô cái lưỡi mũi là ngon. Có trứng cho nó kết. Đốt luôn. Chuẩn bị phòng hờ chứ dáng này sao mà em thua anh Luật được. Mày nấu bánh luôn rồi. Rồi. Này yêu đương gì nữa trời. Này yêu đương gì nữa trời. Tụi anh bị một lần như vậy, tới sáng mai tắm không ra luôn. Anh phải vô trong trong cái chỗ gọi đầu á. Con bé gọi đầu hỏi, ủa anh Luật hôm qua anh mới đi giác bột hả? Chỉ em một cách, em lấy cái thua này em ụp vô mặt em cái là xong. Hết chuyện để nói hiểu không? Trời hết tội, hết tội. Bên hiếu bên tình biết chọn làm sao. Bên hiếu bên tình biết chọn làm sao. Bóng cho cây chạc nè. Dạ. 3 2 1
Trời ơi, âm nhạc người hay đàn quá. Ông trong truyền thuyết là đây sao? Trời ơi, thiệt sự là chương trình hôm nay là chị mê em nha. Trời ơi. Nhạc kỳ quá. Nhạc khúc dạo đầu là dạo cho em và bạn gái em. Eo eo hơn sao là của Bình Lợi nè. Trời ơi, quá tóc đẹp, tiễn nó một đoạn luôn. Tiễn nó một đoạn luôn. Khoan khoan, phát biểu cảm nghĩ đi, tại sao vậy? Dạ, tại vì nếu mà là em thì em dễ chùi ra hơn. Con gái thì nó... Sai. Ủa, lúc nãy sao không đổ xuống dưới? Mà phải là đổ lên đầu mình, đúng không? Thôi, người ta nhường rồi, đừng bớt nói lại. Ok rồi. Bớt nói đạo lý lại em nha, cưng nha, nha. Không sao, dù có thế nào đi nữa thì trong mắt của anh em vẫn vậy. Rồi, mời anh Lộc với bé Ngân ạ. Em không thể thua dáng này Luật à. Không. Anh nhìn Hồng Thanh rồi, anh không muốn tranh chấp với em nữa. Ủa, Luật chơi chưa? Hãy đến đây đến với em đêm này, cho giờ hết đi anh. Vô à, từ đây em đổ luôn à. Bữa sau hát, phối hợp với anh trước để anh báo âm nhạc nha, chứ hát á. Phải, em báo anh trước, anh phối hợp anh nhạc, em vô không được mới kỳ lắm. Rồi. Luật dở ra trước à. Trời ơi. Tôi hát là biết tôi số mấy liền. Sân chơi này là của tao. Luật chơi này là của anh. Luật chơi này là của tao. Ôi, vậy là lớn lắm luôn á. 13. Biết trên biết dưới sống không có lỗi đạo. Chơi với anh em là không có giả tạo. 13 lên tiếng là không có nói xạo. 13 hả? 13. Không, em không tin anh nói ra. Ủa, đi à gì? Em không tin thì thôi. Em không tin thì thôi, mình nghĩ hai đứa mình đừng chơi cái này. Thôi mình nghĩ hai đứa mình đừng chơi cái này. Ok đó, đó là dơ, cái đó dơ. Số 13. Để anh trai ra. Số 13 luôn. Em buồn. Trời ơi. Buồn làm chi anh ơi. Nè, nhớ cái mặt anh Luật này suốt đời nha cưng nha. Luật, mình còn chơi với nhau mấy tập nữa rồi anh Luật. Không, anh không muốn chơi với nữa. Em nữa. Anh không muốn chơi với em nữa, em nghỉ luôn đi. Mời tập nữa. Ngồi đi quá không? Anh làm gì vậy? Tao hồi nãy nhớ có cái điệu múa gì nè, khiêu gợi anh Luật á. Em với Mia. Dạ đúng rồi Mia chơi là. Em với Mia. Hãy chọn số. Con số của ai trước ạ? Hồi nãy giờ bên này nhiều rồi. Đi anh khui cho. Con số của Mia là 27 rồi. Rồi. Cầm giùm cái micro. Rồi. Lâm Vị Dạ ơi, Lâm Vị Dạ ơi.
Ủa? Trời ơi! Bông! Ủa? Ủa? Em nói rồi! Anh với bé Ngọc mà gây nghiệp là em gái! Dạ thôi, em không muốn chị đen. Dạ. Em rất là nhân đạo luôn á, em không hề, em không hiện hề. Tại chúng ta thấy nha, đội của Lâm Vy Già vẫn hai người bị dơ nè. Đội Mia vẫn hai người bị dơ nè. Cho dù chơi cỡ nào thì hai đội cuối cùng vẫn hề nha mọi người. Chưa. Còn em mà. Của em rồi mà. Nhưng mà em chưa bị dơ. Em vẫn phải đấu với bên kia không, Mie chưa bị dơ. Về luật chơi là chúng ta xong rồi đó. Còn ai muốn thách đấu và người ta có nhận đấu hay không là quan trọng. Em đấu với Mie. Em đấu với anh Luật. Ủa khoan, ừ đúng rồi anh Luật chưa dơ. Em với anh Luật và chị Ngọc. Phạt thì hai người bị, còn bé bị phạt hai lần. Bé chơi lớn luôn hả bé? Chị Ngân nhắc em. Ok ok rồi. Bé Mie là lần đầu tiên đến với lại trực cho nên thôi vui tham gia. Chào lên lại đi. Chào rồi, chào rồi. Rồi. Đi 1, 2, 3 đi. Trời ơi. Ngồi đây. Nghe nói em là DJ giỏi hả? Em ăn hiếp thằng em của tôi. Em là người làm đi, anh không muốn xuống tay. Em đang gây ác nữa hả? Chị, trời ơi chị ơi đổ đi kìa trời ơi trời. Chị. Yêu trước ngày cưới 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion.